Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Quỳnh Thủy Tinh Vlog của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật được những video về hoa Tết ha, đặc biệt là về bông dạng thọ. Hôm nay thì mình sẽ nói về cái dạng thọ ban mai nha mọi người, cũng như là sẽ chia sẻ cho các bạn là 6 cái bông dạng thọ ban mai là các bạn cần mua để các bạn trồng, để các bạn chơi Tết mà cho nó thật là đẹp ha. Và mình sẽ cho các bạn một cái số điện thoại uy tín để các bạn có thể là mua được. Đối với những anh chị mà nhà vườn á mà muốn thay đổi một cái giống mới, trước giờ thì anh chị là xài cái giống của FVM, thì khi mà mình sử dụng thuốc á mọi người mà nó bị sai á thì có thể là nó bị trái lá nha mọi người ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái thương hiệu mới, đó là Thế Giới Hoa nha mọi người. Thì ở bên Thế Giới Hoa các bạn thì hiện tại là đang có 6 cái giống bông dạng thọ ban mai rất là đẹp nha mọi người ha. Một á là cái mã là ban mai MAR142 nha các bạn ha, và mã là 149, 148 và 145 và 147 và 143 nha mọi người ha. Đó là 6 ha. Sau đó thì chút xíu nữa thì mình sẽ để những cái hình ảnh này nè ở trên cho các bạn xem ha. Đối với cái ban mai mà 142 các bạn thì cái bông của nó là cái bông nó như cái mặt cọp của mình mọi người, là nó sẽ có màu đỏ và ở ngoài thì nó sẽ viền cái màu vàng nha mọi người ha. Các bạn cũng có thể là thấy được ở trên cái hình ảnh ha, mình có chụp cho các bạn xem nè. Đó. Và tiếp tục là cái mã là 149, là cái bông của nó là nó chỉ là màu vàng thôi nha các bạn, nó chỉ là màu vàng thôi, nhìn nó cũng khá đẹp nha mọi người ha. Cái đường kính bông của nó thì những đối với những cái loại bông này thì nó sẽ từ khoảng đâu là 5 cm nha các bạn. Và cái mã là 148 á, thì cái mã này á, là cái bông của nó là màu cam, cũng tương đối nha mọi người ha. Còn đối với cái mã 145 á thì cái bông của nó là màu vàng đậm nha các bạn ha, nhưng mà nó sẽ có cái nhụy nó hơi màu cam cam nha mọi người. Thì đối với đây là cái mã 145 ha. Còn cái mã là 147 á, là hiện tại bây giờ là nó là màu đỏ luôn, nhưng mà nó sẽ có những cái viền là ở dưới cái bông của mình các bạn, thì nó sẽ có là cái màu vàng cam nha mọi người nha. Đó. Và cái mã là 143 á, thì nó là bông màu vàng, nó giống như là cái bông là 149 vậy á, nhưng mà ở ngoài cái rìa bông các bạn thì nó sẽ có cái màu đỏ nha mọi người ha. Các bạn cũng có thể là thấy được ở trên cái màn hình mình chia sẻ, ở đây mình đang cầm một cái miếng giấy nè của Thế Giới Hoa các bạn, để mình chia sẻ cho mọi người đó. Thì ở đây thì mình chia sẻ về cái thời gian ha. Thì cái thời gian mà để mà trồng cái bông dạng thọ ban mai này á, thì nó cũng giống như cái bông dạng thọ thường của mình thôi. Thì cái ngày dây của rồng vàng thì nó sẽ từ 23 cho đến là đầu tháng 11 đúng không? Thì ở đây thì mình gieo khoảng đâu là từ 25, 26 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Và ở đây á, có nhiều cách để mà giúp cho bông dạng thọ ban mai của mình mà nó nở hoa đúng Tết. Riêng mình ở đây á, thì mình sẽ là bấm những cái nụ hoa của nó nha các bạn ha. Có nghĩa là khi mà mình trồng bông dạng thọ mà khi mà nó ra được những cái nụ rồi đó. Tại vì trồng ban mai này nó ra nụ rất là sớm nha mọi người ha. Thì ở đây á, là mình sẽ bấm bỏ những cái nụ hoa đó, và đến cái ngày là 12 tháng 12 âm lịch đó các bạn, hoặc là 15 tháng 12, 12 âm lịch, là mình sẽ không có mà bấm nữa nha mọi người ha. Mình để tự nhiên thì nó sẽ nở hoa đúng Tết nha mọi người. Thì đây là cái cách dễ nhất là mình trồng cái bông dạng thọ ban mai. Và một số lưu ý khi mình trồng bông dạng thọ ban mai nè, để mình chia sẻ cho mọi người. Thì cái thuốc mà phòng mà lỡ cổ rễ ở trên cái dạng thọ ban mai á, thông thường là các bạn xài thằng Aliet và thằng Ridomingon đúng không? Nhưng mà đối với thằng Ridomingon á, thì các bạn xài ở trên bông dạng thọ thường được. Nhưng mà dạng thọ ban mai khi mà mình xịt vô các bạn, nó sẽ có những cái hoạt chất như là mycozy, là làm cho cái bông dạng thọ của mình là nó sẽ bị trái lá nha mọi người ha. Thì do đó thì các bạn không có nên xài. Thì hiện tại bây giờ nó đang ra một cái gói là Foliate của ADC hay sao mọi người, thì mọi người cũng có thể sử dụng cái đó ha. Đó là phiên bản nâng cấp của cái thằng Aliet nha mọi người ha. Các bạn có thể sử dụng thằng đó để các bạn xịt phòng lỡ cổ rễ ở trên dạng thọ ban mai của mình, tại vì nó rất là mát nha các bạn ha. Và đặc biệt ở đây là cái gói này là mình sẽ không có cộng nha mọi người ha. Thì đó là cái thời điểm và một số lưu ý khi mà mình trồng bông dạng thọ ban mai mình muốn chia sẻ cho mọi người ha. Và mình có để cái số điện thoại của bên Thế Giới Hoa, anh chị nào mà trồng với số lượng nhiều nha, anh chị có thể là liên hệ cái số điện thoại này, gặp cái anh chủ bên Thế Giới Hoa và anh chị đặt mua nha. Có thể là nếu như là anh chị mua sỉ á, thì có thể là bên Thế Giới Hoa sẽ giảm giá cho mọi người ha. Và anh chị cứ nói là xem cái clip của mình đi, xem clip của Quỳnh Thủy Tinh và điện thoại mua nha, cứ như thế là được nha. Còn những mà anh chị nào mà mua với số lượng ít, ví dụ như mua trồng để trong chậu chơi thì anh chị có thể là lên Shopee. Sắp tới sẽ Shopee nó sẽ có một cái những cái thương hiệu á mọi người, những cái đại lý á và người ta bán lẻ nha mọi người ha. Hoặc là mình sẽ cố gắng là mình làm một cái blog là bacoi.ai/quynhthuytinh nha mọi người ha. Mình đã chia sẻ cái trang web này ở trên cái trang chủ của mình rồi, thì anh chị cứ bấm vào và anh chị mua ha. Mình sẽ cố gắng mình cập nhật ở thời gian tới nha.
Hôm nay thì chia sẻ cho anh chị như vậy ha. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Mình xin được mến chào.